19 tuổi. Vừa học xong lớp 12 và đi làm công nhân tại Bắc Ninh, cô gái này phát hiện bị ca buồng trứng sau một cơn đau bụng khi đang làm việc. Từ đó đến nay, cô phải tạm thời nghỉ việc để điều trị bệnh và đây chỉ là một trong nhiều bệnh nhân dưới 30 tuổi mắc ung thư ở khoa này. Họ nói là bị khối u to, phải về mổ gấp ạ. Thì em gọi về cho bố mẹ bảo về để đi mổ xong là cũng bất ngờ ạ. Thì em nó nghĩ em bị bệnh nữa. Cháu bé này là một trường hợp khá đặc biệt, mới chưa đầy 8 tuổi. Nhưng đã 7 năm nay, cuộc sống gắn liền với bệnh tật, với những đợt xạ trị, tiêm tủy sống kéo dài do căn bệnh ca máu. Thật sự là lâu dữ là không nghĩ đến con là bị gì. Khi đến nơi thầy bác sĩ nói là mẹ lúc là choàng thịt đôi luôn. Mẹ là giữ thầy cháu đi là giữ mẹ sợ lắm. Nên là trong nhà mà cô cái chi là cứ mẹ vì đi khám. Rồi cháu, cái cháu thứ đầu mẹ hay đưa đi khám đó, rồi buồn nữa. Thực tế cho thấy, nếu như trước đây ung thư chủ yếu được phát hiện ở những người lớn tuổi, thì nay độ tuổi bình quân đã giảm xuống rất nhiều. Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, số người trẻ mắc ung thư được ghi nhận khá nhiều, chủ yếu là ung thư tử cung, buồng trứng, ung thư vú, đại trực tràng, ung thư máu, tuyến giáp. Khoảng tầm hơn 5 năm trước thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà trên 40 tuổi là chiếm đa số. Tuy nhiên tầm 5 năm trở lại sau này thì là cái tỷ lệ đó đang giảm và thay thế vào đó là cái số lượng mà bệnh nhân mắc bệnh ung thư, đặc biệt ung thư vú dưới 40 tuổi thì đang ngày càng tăng. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Ung thư của Bệnh viện Nhi Trung ương thì mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.500 ca ung thư ở trẻ em dưới 19 tuổi mắc mới. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu về bệnh tật ở trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên. Để tăng cơ hội chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống cho người bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thường xuyên thăm khám, tầm soát để phát hiện sớm bệnh ung thư. Đặc biệt đối với một số bệnh ung thư có yếu tố di truyền như ung thư máu, ung thư vú, việc phát hiện sớm sẽ giúp người bệnh đơn giản và cũng ít tốn kém hơn.